Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của bà mẹ quê. Em xin chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý cô bác một món chay vô cùng hấp dẫn luôn. Đó chính là mì cay chay. Tuy là mì cay chay nhưng mà đảm bảo với quý cô bác là hương vị rất là ngon. Không thua gì mì cay mặn. Và cách nấu thì siêu đơn giản. Nguyên liệu cũng rất là dễ tìm. Đối với quý cô bác nào mà ăn chay lâu năm rồi thì việc ăn chay rất là đơn giản. Nhưng mà đối với các bạn mới tập ăn chay thì ăn chay phải ngon và chở bữa thì các bạn mới không ngán. Quý cô bác đang theo dõi video, nếu thấy thích món mì cay chay mà em làm thì xin mời vào bếp và cùng thực hiện với em nha. Và đây là tất cả nguyên liệu mà em đã chuẩn bị. Ở đây em có một gói mì jumbo, loại mì mà dùng để nấu mì cay đó quý cô bác. Sợi mì này rất là to và dai. Nguyên liệu tiếp theo không thể thiếu đó chính là tương ớt Hàn Quốc. Nếu không có tương ớt thì quý cô bác có thể sử dụng ớt bột cũng được. Và đương nhiên mì cay thì không thể nào thiếu kim chi rồi. Các nguyên liệu và rau củ nấu cùng thì em sử dụng chả chay. Đây là 20g chả chay, 50g chả viên làm từ đậu hũ. Đây là những viên đậu hũ mà em làm ở video hôm qua đấy. 10g thanh cua chay và 2 con tôm hùm chay nha. Thanh cua chay và tôm hùm chay được làm từ bột mì và bột khoai sọ. Cần thêm 10g nấm đông cô. Phần nấm đông cô khô này em đã ngâm cho nó nở mềm rồi nè. 1/4 củ hành tây, 1/2 trái bắp ngọt, 50g nấm kim châm và 20g bắp non. Quý cô bác có thể sử dụng thêm bông cải, cà rốt hoặc là cải trắng cũng được. Gia vị nêm gồm có 1 muỗng canh đường, 2 muỗng cà phê hạt nêm chay, nước mắm chay và một ít dầu ăn. Nguyên liệu đã sẵn sàng rồi, cùng làm với em nha. Hành tây em sẽ cắt sợi nhỏ và băm nhỏ một ít luôn. Đối với nấm thì quý cô bác có thể dùng nấm đùi gà nè, hoặc là nấm rơm, nấm mỡ đều được hết. Nấm đông cô thì nấm nào to thì em sẽ cắt đôi. Bắp thì em cũng cắt khoanh luôn. Tiếp theo là đi chiên đậu hũ. Phần đậu hũ viên này em chỉ chiên cho nó hơi vàng thôi chứ không có chiên vàng nhiều nha. Và chả chay em cũng mang đi chiên vàng luôn. Quý cô bác chỉ chiên cho nó hơi vàng cái mặt bên ngoài thôi. Như thế này là đã được rồi nè. Tiếp theo là đi nấu phần nước mì cay nha. Đầu tiên là phi thơm một ít hành. Khi thấy hành đã thơm rồi, cho vào đây nửa muỗng canh tương ớt Hàn Quốc. Quý cô bác có thể thay thế bằng ớt trái hoặc là ớt bột đều được. Tiếp theo là cho tôm hùm chay vào. Và thanh cua chay cắt nhỏ cho vào đây luôn. Để nấu phần nước ngọt thì quý cô bác dùng nước dừa tươi hoặc là nước hầm từ rau củ thì mì cay sẽ ngon ngọt hơn. Còn em thì sẽ sử dụng 1 lít nước dừa tươi. Dùng nước dừa tươi để nấu là tiện lợi nhất. Và đây là khẩu phần dành cho 4 người ăn. Giờ thì những rau củ nào mà lâu chín thì chúng ta sẽ cho vào trước. Khi thấy bắp non và bắp ngọt đã chín rồi thì cho nấm vào. Cái mùi thơm của tương ớt Hàn Quốc giúp cho cái món mì cay này khá là ngon. Giờ thì nêm thêm gia vị nha. Em nêm vào đây gồm đường và hạt nêm chay. Quý cô bác cứ nêm như thế nào cho vừa khẩu vị của mình là được. Cho luôn phần chả viên đậu hũ vào đây luôn. Quý cô bác nấu thêm khoảng 5 đến 7 phút nữa là được. Trong lúc nấu thì nhớ vớt bọt như thế này để phần nước được trong hơn.
Các nguyên liệu đã chín hoàn toàn rồi, bây giờ em sẽ cho vào đây một ít kim chi nha. Còn lại một ít nữa thì em sẽ để trang trí lên trên mặt của mì cay. Phần nước súp mì cay đã xong rồi đó, bây giờ thì rắc thêm hành cắt sợi vào nữa là có thể tắt bếp. Mì thì quý cô bác nhớ là trụn cho nó hơi mềm, sau đó thì cho vào thố. Trang trí thêm những nguyên liệu như là nấm, tôm và rau củ. Cuối cùng là trang thêm nước súp lên trên nữa là xong rồi. Khi ăn thì quý cô bác nhớ nấu cho cái phần mì này nó sôi trở lại là có thể thưởng thức. Ăn nóng nóng, cay cay thì sẽ ngon hơn. Hoàn thành xong một cái tô mì cay rồi nè, và không thể nào thiếu đó là kim chi ở bên trên nha. Nhìn khá là hấp dẫn phải không quý cô bác? Sợi mì thì dai dai, phần nước súp thì ngọt đậm đà, cay cay, thơm mùi kim chi. Cùng với các nguyên liệu giòn ngọt từ rau củ, dai giòn từ thịt tôm và chả. Chỉ cần một ít thời gian thôi là quý cô bác đã có một món chay ngon để đãi cho gia đình mình rồi. Món này thì quý cô bác có thể dùng để ăn sáng nè, hoặc là ăn trưa đều ngon. Đảm bảo là món mì cay này sẽ không làm quý cô bác thất vọng đâu. Quý cô bác hãy nấu món mì cay này để đãi cả nhà mình vào dịp cuối tuần này nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác ở video sau. Cảm ơn quý cô bác nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của em nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Quý cô bác hãy nhấn đăng ký kênh để xem món ăn chay mới mỗi ngày nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau. Chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.